tài nhiệt huyết cho mỗi người. Và đẹp mai và lẻ. Surfing on the wave, tâm này trong tầm tay, phi y như là máy nè. Đi theo gương ngày xưa, không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy vì trong con tim là lửa. Vàng là on the way, surfing on the wave, tâm này trong tầm tay, phi y như là máy nè. Đi theo gương ngày xưa, không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy vì trong con tim là lửa. Đi đâu, cho xa khi trong đại dịch ngưng luôn. Đi chơi hay bồ bịch, ây ây. Sách cặp đi đâu đó ngồi trước máy tính FaceTime học on không có nhăn nhó. Biết là khó, biết là có nhiều trở ngại. Biết là đâu đó vẫn còn nhiều tiếng thở dài. Văn là teacher U50 ngồi mò công nghệ. Hỏi ra mới biết thì làm tất cả vì cái môn đệ. Cuộc vui còn dài nhưng cuộc đời chỉ có một. Ngôi nhà chung mình đồng lòng, mưa khó dột. Đại dịch là đại cuộc Văn Lan mình chiến tuyến. Chung tay hôm nay để ngày mai mình đừng luyến tiếc. Thấy cái khó mình thích nghi chứ không phàn nàn. Nhảy qua những rào cản ý chí như viên đạn. Tương lai này phải sáng, sức khỏe là ngang vàng. Văn Lan on the way, surfing on the wave. Tâm này trong tầm tay, phi y như là bay nè. Đi theo gương ngày xưa không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy vì trong con tim là lửa. Văn Lan on the way, surfing on the wave. Tâm này trong tầm tay, phi y như là bay nè. Đi theo gương ngày xưa không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy vì trong con tim là lửa. Có những nỗi niềm mà ta không nhìn thấy. Những ngày khó khăn đè lên vai cô thầy. Những cuộc hội họp hỏa tóc căng thẳng mà quên ăn. Thông tin cập nhật các sinh viên luôn phải đều đặn. Còn hơn hết là sự đoàn kết và thấu hiểu. Cảm thông cho những đôi mắt ngày đêm phải đăm chiêu. Mở rộng góc nhìn tiếp thu kỹ năng mới. Chuyển bại thành thắng nói với tương lai anh vẫn đang tới. Chắp tay và nguyện cầu cho những người nơi tiền tuyến. Chống dịch như chống giặc ta coi đây như một cuộc chiến. Chiến từ y tế, quốc phòng kinh tế và học tập. Toàn dân kháng chiến 90 triệu đồng bào cùng nhịp đập. Cho họ thấy con người nơi đây là bất khuất. Dòng máu xương trong huyết quản từ ngàn đời không mất chất. Hôm nay thức giấc chấp nhận thách thức. On the way, surfing on the wave. Tâm này trong tầm tay, phi y như là máy nè. Đi theo gương ngày xưa không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy vì trong con tim là lửa. Vàng là on the way, surfing on the wave. Tâm này trong tầm tay, phi y như là máy nè. Đi theo gương ngày xưa không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy vì trong con tim là lửa. Sức mạnh kỳ diệu của dân tộc chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thành lực lượng. Di sản vô giá mà người để lại cho mai sau là chân lý. Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Văn là on the way, surfing on the wave. Tâm này trong tầm tay, phi y như là máy nè. Đi theo gương ngày xưa không quan tâm dù trời mưa. Ý chí vẫn cháy. Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta đến với chương trình Nhà Lạc, chương trình số 3. Và hôm nay là một chủ đề rất đặc biệt, đó là số đầu tiên Nhà Lạc tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho các bạn về xét tuyển đại học. Và vừa rồi thì chúng ta đã xem một cái đoạn rap rất là dễ thương của các bạn sinh viên. Đó là một sản phẩm mới của Đoàn Hội Trường Đại học Văn Lang thực hiện. Và sáng tác là một bạn sinh viên năm nhất ngành kiến trúc. Thì Văn Lang on the way, và trong cái bài đó thì chị thích nhất là câu là hôm nay thức giấc chấp nhận thách thức. Và trong cái mùa dịch Covid này thì mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Ngay cả về tư vấn tuyển sinh luôn thì các hoạt động đều chuyển qua online hết. Thì ở bên hôm nay khách mời của Nhà Lạc thì hai gương mặt rất quen thuộc, và chị nghĩ không cần giới thiệu mọi người cũng biết là hai gương mặt vàng trong làng tư vấn của Văn Lang. Đây là bên cạnh là thầy Võ Văn Tuấn, là phó hiệu trưởng thường trực của trường. Và bên cạnh nữa là thạc sĩ Nguyễn Thị Mến, là phó trưởng phòng phụ trách phòng tuyển sinh và truyền thông. Thì các thầy cô thực ra thì cũng đã tham gia nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh online trong từ sau Tết đến giờ rồi. Như là hôm qua thầy Tuấn vừa tham gia một chương trình tư vấn ở Báo Thanh Niên. Ngày mai thì cô Mến sẽ có tham gia một chương trình tư vấn ở trên kênh của Văn Hóa Việt. Thì nhưng mà em nghĩ là không có một chương trình nào mà thầy cô sẽ cảm giác như là vui và thân thiện gần gũi như là tư vấn ngay trên chính kênh fanpage của trường mình trong một chương trình livestream thế này. Thì năm nay là đúng là một năm đặc biệt, năm số rất là đẹp, nhưng mà khởi đầu thì thật sự là nhiều biến cố. Thì các bạn học sinh lớp 12 năm nay em nghĩ là các bạn cũng lo lắng nhiều về cái việc là bây giờ thì học kỳ 2 vẫn chưa diễn ra, chưa hoàn thành, rồi kỳ thi tất cả mọi thứ đều lùi lại hết. Xét tuyển đại học thì các bạn cũng bị thiếu thông tin nhiều,
Thì thầy có cái chia sẻ nào đầu tiên đầu chương trình với các bạn không ạ? Trước hết tôi xin chào tất cả các bạn thí sinh cùng quý vị phụ huynh tham gia chương trình live stream với Nhà Lạc của trường Đại học Văn Lang. Thì như lời giới thiệu của MC Bích Phương thì tôi cũng có tư vấn trên báo Thanh Niên, tư vấn nhiều nơi, nhưng mỗi lần tư vấn và live stream tại trường thì xem như rất gần gũi và như ở trong nhà mình, và những gì nói đến và những gì mà truyền đạt những cái thông tin đến cho quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh là những gì gần gũi nhất và dễ hiểu nhất, cũng như là những cái thông tin đầy đủ nhất đối với trường Văn Lang. Thì ở đây về đầu tiên muốn chia sẻ cái tình hình mà năm 2020 thì các bạn thí sinh cùng quý vị phụ huynh cũng biết năm nay, hiện nay chúng ta đang trong cái giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh Covid. Thì cái tình hình dịch bệnh năm nay đối với cái ngành giáo dục và đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất thực chất là các bạn cuối cấp, đặc biệt là các bạn lớp 12. Đó. Chứ còn các cái cấp khác và ngay cả bậc đại học cũng không ảnh hưởng nhiều. Bậc đại học cũng không ảnh hưởng nhiều. Vì chúng ta biết các bạn học sinh lớp 12 là hiện nay năm nay là bước sang cái ngưỡng mới là vào đại học. Thì các bạn bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn mới. Cái thứ hai nữa là đối với các bạn là học theo học niên chế. Học theo niên chế khó khăn theo cái thời gian và kế hoạch học tập. Còn đối với đại học, các bạn sinh viên đại học thì học theo tín chỉ. Thì có thể không học lúc này thì thời gian sau có thể tích lũy làm sao đảm bảo được cái khối lượng và chương trình đào tạo. Còn các bạn là học niên chế. Do đó ảnh hưởng lớn nhất, đối tượng ảnh hưởng lớn nhất trong cái mạng giáo dục, ngành giáo dục của chúng ta là các bạn lớp 12. Thì trước hết tôi rất chia sẻ những cái khó khăn của các bạn và ảnh hưởng rất lớn như vậy. Từ đó hôm nay với cái chủ đề làm sao để chúng ta xét tuyển cái học bạ cũng như là thi trung học phổ thông quốc gia cho 2020 với trong cái tình hình khó khăn như thế này, thì tôi cũng chỉ xin một cái lời khuyên. Ngày hôm qua trên báo Thanh Niên thì tôi cũng có thông tin rằng các bạn không phải lo lắng lắm đối với vấn đề xét tuyển hoặc là thi tuyển. Các bạn cứ yên tâm, các trường đại học, tất cả các trường đại học sẽ có những cái sự chuẩn bị, cũng như trong ngành giáo dục sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho các bạn. Do đó các bạn cũng không lo lắm là năm nay có thi hay không, hoặc là năm nay chỉ xét tuyển hay không. Thì đó là một vấn đề chúng tôi chia sẻ thêm cho các bạn. Trước hết thì qua cái câu chuyện này, với cái số live stream này hôm nay, thì chúng ta cố gắng tập trung làm sao để các bạn có cái điều kiện và thuận lợi nhất để chúng ta xét tuyển đến một trường đại học nào đó mà có thời gian và hiệu quả nhất để các bạn làm những việc khác trong cái điều kiện khó khăn hiện nay. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng cùng với các em học sinh lớp 12 để vượt qua những khó khăn trong cái mùa xét tuyển đặc biệt như thế này. Hiện giờ thì em thấy là đã có hơn 413 bạn học sinh đang cùng theo dõi số live stream này. Đó là một cái con số mà hơi lớn so với bình thường live stream của mình. Thì thực ra thì là các bạn học sinh lớp 12 đã rất là quan tâm đến thông tin xét tuyển học bạ của Văn Lang rồi. Từ cái hồi mà sau Tết các bạn đã đặt câu hỏi. Nhưng mà đây là số live stream đầu tiên mà trường mình trực tiếp tư vấn về hồ sơ cho các bạn. Cho nên có lẽ vì vậy nên các bạn rất là quan tâm. Thì ở phòng tuyển sinh của mình á, thì cô mến chị em hỏi là có phải là chúng ta tổ chức cái số này có vẻ hơi trễ so với các bạn mong muốn phải không ạ? Tại vì bây giờ rất là nhiều trường đã tư vấn cho các bạn nhiều rồi ạ. Cảm ơn Bích Phương. Xin chào các bạn học sinh và quý vị phụ huynh. Tôi cũng không với cái giai đoạn hiện nay đó, khi mà những cái mốc thời gian nó có liên tục như thay đổi như thế này, thì tôi cũng không biết là nên gọi là sớm hay là muộn, cũng khó nói đúng không. Tôi chỉ xin chia sẻ cái quan điểm làm những cái chương trình tư vấn của trường Đại học Văn Lang, là thực ra trường Văn Lang cũng làm đến nay số này là số thứ 3 rồi, đấy là trên cái chương trình online. Còn các cái kênh khác thì cũng chạy song song. Thế nhưng mà khi mà làm những cái chương trình như thế này thì chúng tôi mong muốn là xuất phát từ góc độ là giúp các bạn nhìn nhận về ngành và nghề trước. Những cái thông tin về tuyển sinh, ví dụ như là cách thức xét tuyển hay là những thông tin của đề án vân vân thì vẫn được cập nhật trên website của nhà trường. Còn riêng một cái số để chúng ta nói về câu chuyện này thì chúng tôi đợi đến số ngày hôm nay để có những cái thông tin mà về chính thức nhất về chuyện là các bạn nộp hồ sơ như thế nào, và cũng cận kề gần đến cái ngày 1 tháng 4 là ngày mà trường thông báo là nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1, thì nhà trường mới làm cái số này thì tôi thấy nó cũng vừa vặn. Còn những cái số trước thì chúng ta đi vào những chủ đề là gì? Là nghề nghiệp nè,
rồi đi vào từng nghề cụ thể. Ví dụ như số thứ hai là chúng ta nói về nghề sáng tạo content, để từ đó chúng ta nghĩ về một số cái ngành phù hợp như là ngành văn học ứng dụng hoặc là ngành PR. Và những số sau đây nữa thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đi theo hướng là từ nghề để chúng ta nhìn về ngành. Và đây là cái hướng mà thực sự là qua số thứ hai ấy, tôi thấy là các bạn học sinh có sự quan tâm và giúp ích được cho các bạn nhiều, một cái góc nhìn khác về ngành nghề, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm những số tiếp theo theo cái hướng này, đồng thời song song với chuyện là tiếp tục cập nhật thông tin xét tuyển cho các bạn. Em cảm ơn những chia sẻ của cô ạ. Vậy thì chị thống nhất với lại các bạn đang coi livestream hiện giờ là gần 450 bạn rồi, thì hy vọng đó là những cái 26 tương lai của Văn Lan. Thì chị thống nhất như thế này nha, đầu chương trình thì các thầy cô sẽ chia sẻ cho mình những thông tin cơ bản nhất của xét tuyển học bạ đợt 1, và sau đó thì thầy cô sẽ giải đáp càng nhiều càng tốt các câu hỏi của các bạn đặt trực tiếp trên livestream. Cho nên là bạn nào có câu hỏi thì cứ comment vào, rồi xong rồi thầy cô sẽ trả lời cho các bạn sau nha. Còn đầu tiên thì là em nghĩ là chúng ta sẽ cho các bạn một số thông tin cơ bản nhất. Thì câu hỏi đầu tiên là em muốn hỏi thầy Tuấn là khi mà các cái mốc thời gian của việc thi Trung học phổ thông quốc gia đã lùi lại đến đầu tháng 8, thì các cái mốc thời gian xét tuyển của Văn Lan có thay đổi gì không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì vấn đề liên quan đến cái thông tin mà chúng ta biết rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo vừa rồi theo cái tình hình của dịch bệnh như vậy thì có hai lần điều chỉnh về các cái kế hoạch cho năm học 2020-2021. Và cụ thể là ngày 13 tháng 3 vừa rồi, Bộ đã có công văn điều chỉnh tiếp tục cái kế hoạch năm học. Và ngày cụ thể chính thức là ngày, đây cũng dự thảo, theo tôi cũng chưa phải là chính thức thôi, dự kiến có kế hoạch là kết thúc năm học lùi đến ngày 15 tháng 7 2020, và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ được lùi lại vào ngày từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 2020. Thì đây là cái kế hoạch mà Bộ vừa có cái công văn ngày 13 tháng 3. Thì căn cứ vào cái kế hoạch này thì có ảnh hưởng đến cái vấn đề xét tuyển của Văn Lan hay không? Thì về cái phương diện chung sẽ có ảnh hưởng. Sẽ có ảnh hưởng. Vì cái kế hoạch học tập và kế hoạch đào tạo của năm sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt nếu sau này các bạn vào năm thứ nhất là khóa 26 sẽ bị ảnh hưởng. Còn năm 2, năm 3, năm 4 thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Và xem như gần như không ảnh hưởng. Nhưng năm thứ nhất là khóa 26 mà chúng tôi sắp tới sẽ ảnh hưởng. Thì đi lại câu chuyện xét tuyển như vậy có ảnh hưởng không? Thì đi lại câu chuyện xét tuyển mà hôm nay, cụ thể hôm nay thì không ảnh hưởng. Hôm nay chúng tôi đang tập trung đến hướng cho các bạn vấn đề xét tuyển học bạ thì nó không ảnh hưởng lắm. Và kế hoạch của chúng tôi vẫn đặt ra là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Đó là cái đợt đầu tiên chúng tôi xét tuyển theo cái học bạ lần đầu tiên. Đợt thứ hai là từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 5. Và đợt thứ ba là từ ngày 1 tháng 6 đến 15 tháng 6. Thì kế hoạch ba đợt như vậy. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng với cái kế hoạch nó thay đổi vì cái tình hình nó có khó khăn như vậy, do đó chúng tôi cố gắng tập trung vào cái đợt đầu tiên là đợt từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 4. Cái đợt này xem như chúng tôi ưu tiên rất nhiều cho các bạn, và đây là cái cơ sở để các bạn tập trung nhiều cho vấn đề xét tuyển. Thì đối với cái cách tính điểm học bạ hoặc là các cái thông tin khác thì các bạn có thể lên website để xem thêm thông tin. Thì còn về kế hoạch, tôi xin khẳng định về kế hoạch để xét tuyển học bạ không có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn tổ chức 3 đợt. Và tôi xin nhắc lại là đợt đầu tiên là từ ngày 1 tháng 4 chúng tôi bắt đầu nhận hồ sơ đến 30 tháng 4, và theo cái kế hoạch thì chúng tôi chỉ nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đúng theo cái tình hình hiện nay là chỉ nhận qua online hoặc là gửi qua đường bưu điện, chúng tôi không nhận trực tiếp, không nhận trực tiếp. Thì đây là cái mà chúng ta lưu ý đầu tiên đối với cái phương thức xét tuyển học bạ năm nay. Tôi xin nhắc lại là chúng tôi chỉ nhận hồ sơ bằng cách online và trực tiếp. Thì online chúng tôi đã có mẫu gửi lên hệ thống, và cái mẫu đăng ký xét tuyển trực tiếp cũng có trên trang mạng. Các bạn có thể download về để điền các thông tin đó, gửi qua đường bưu điện. Còn các bạn cũng không quan tâm nhiều đến cái lệ phí theo quy định như thế nào hết, miễn sao các bạn cố gắng tập trung cho ngày đợt 1 tháng 4 và 30 tháng 4. Và xin nhắc lại là chúng tôi rất ưu tiên cho cái đợt này. Xin cảm ơn. Cách tính điểm học bạ năm nay thì em thấy là từ đầu tháng 3 thì Văn Lan đã công bố là sẽ điều chỉnh để cho phù hợp hơn với lại tình hình học sinh bây giờ. Về cái cách tính học bạ thì đúng, về cái thông tin này chúng tôi cũng nói rất nhiều, và hiện nay cũng có nhiều trường cũng áp dụng theo cái phương thức mà tính điểm học bạ. Thì vì cái kế hoạch sẽ bị dời, thì các bạn biết rằng kế hoạch là dời đến 15 tháng 7 mới kết thúc năm học của lớp 12 phổ thông.
Vì cái thời gian kết thúc như vậy thì kết quả học bạ của lớp 12, học kỳ 2 lớp 12 sẽ bị chậm, sẽ bị chậm. Do đó nếu mà đợi cái kết quả học bạ lớp 12 á, thì chúng ta chờ xét tuyển rất là lâu. Thì trong khi các bạn lo lắng để tập trung cho cái định hướng tương lai sắp tới, có thể là thi tuyển hoặc như thế nào nữa, thì đây là vấn đề khó khăn. Vì vậy cái nhà trường Đại học Văn Lang đưa ra một cái phương thức xét tuyển mới, có hai phương án để xét tuyển học bạ. Phương án thứ nhất đó cái kết quả điểm trung bình năm học lớp 11 và điểm học kỳ 1 của lớp 12. Thì đây là cái mà mới nhất. Thì các bạn có thể là chưa có điểm lớp học kỳ 2 lớp 12 thì các bạn có thể có điểm học kỳ 1 của lớp 12 thì các bạn có thể xét tuyển được. Thì đây là phương thức mới để giúp cho các bạn kịp trong cái thời gian xét tuyển hồ sơ. Hiện nay các bạn nào hầu như các bạn học sinh trung học phổ thông lớp 12 đã có kết quả điểm học kỳ 1 của lớp 12 rồi. Do đó các bạn có thể có điểm trung bình học lớp 11 và điểm học kỳ 1 của lớp 12 để các bạn có thể xét tuyển được tính đến điểm trung bình của hai cột điểm đó. Ngoài ra cũng có cái phương án để mà giúp cho các bạn đã tốt nghiệp năm 2019, có nghĩa là có học bạ tốt nghiệp học xong chương trình năm 2019 thì các bạn có thể lấy cái kết quả điểm trung bình năm học lớp 12 vẫn được. Chúng tôi vẫn linh động trong vấn đề đăng ký xét tuyển theo các cái phương thức học bạ này. Em cảm ơn thầy ạ. Về cái vấn đề là trường mình có hai cách nộp hồ sơ, một là nộp online, hai là nộp qua bưu điện. Thì em nghĩ là chắc là đa số các bạn sẽ rất tò mò về cái phương thức là nộp online. Thì cô Mến có thể giải thích cho thêm cho các bạn về cái cách nộp online ạ. Rồi, cảm ơn Bích Phương. Tôi nghĩ rằng là năm nay thì trường Đại học Văn Lang cũng rất là quan tâm tới cái lộ trình của các bạn và theo cái lộ trình đó để điều chỉnh cái phương thức tuyển sinh của mình. Thì tôi xin tiếp lời thầy Tuấn một chút, đó là ở thời điểm này các bạn chưa đi học, có thể là trong vòng trong một thời gian ngắn, hy vọng là ngắn nữa thôi, thì chúng ta được quay lại trường. Thì khi đó là cái thời gian của các bạn để hoàn thành học kỳ 2 nó sẽ rút ngắn khá là nhiều. Như vậy là cái sự cấp tập, sự vội vã nó cũng là một cái kịch bản mà chắc chắn là các trường trung học phổ thông là sẽ như thế. Cho nên đó là nếu mà trong như vậy thì chúng ta sẽ rất là linh hoạt ha. Thời điểm này nếu mà chúng ta tập trung vào chuyện là tranh thủ một chút thời gian còn chưa đi học thì mình tìm hiểu thông tin về ngành, tìm hiểu thông tin về trường đại học, và nếu có thể hoàn thành được một bước của hồ sơ trong giai đoạn này thì cũng rất là tiện cho các bạn. Ví dụ như vậy. Cho nên là trường Đại học Văn Lang nếu chúng tôi mở ra xét tuyển từ đợt 1, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 là cũng có cái lý do là như vậy, là phù hợp với cái giai đoạn này của học sinh. Thì trong đợt 1 như thầy Tuấn thông báo thì trường Đại học Văn Lang sẽ nhận theo hồ sơ học bạ theo hai hình thức. Thứ nhất là gửi được qua đường bưu điện, thứ hai là xét tuyển online. Thì đối với phương thức mà xét tuyển online thì vào ngày 1 tháng 4 thì trường sẽ mở ra cái cổng thông tin đăng ký trực tuyến. Bây giờ thì cái đường link nó cũng đã giới thiệu trên website, nhưng mà tuy nhiên khi các bạn bấm vào nó sẽ là thông tin chờ, nó chưa mở ra cho các bạn đăng ký. Thì đúng ngày 1 tháng 4 các bạn sẽ thấy thông tin để chúng ta điền vào. Thì thông tin để điền vào trên trang trực tuyến nó cũng giống y như là thông tin mà chúng ta download cái mẫu phiếu về hiện nay. Các bạn thấy có bao nhiêu thông tin thì ở trang đăng ký trực tuyến cũng như vậy, và chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin như thế. Khi mà các bạn hoàn thành cái mẫu phiếu đăng ký xét tuyển online đó, tức là điền đầy đủ thông tin và chúng ta bấm gửi, thì hệ thống sẽ gửi về cho các bạn một cái mã hồ sơ với định dạng là DVL và một dãy số. Thì như vậy là các bạn lưu giữ lại cái mã hồ sơ này để chúng ta phục vụ cho những cái tra cứu sau này đối với nhà trường. Khi các bạn hoàn thành đăng ký trực tuyến rồi đó thì chúng ta còn một cái bước tiếp theo là các bạn cố gắng hoàn thành cho nhà trường, đó là gửi cái bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông hoặc là phiếu điểm trung học phổ thông về cho trường Đại học Văn Lang. Thì như vậy là coi như chúng ta hoàn thành hồ sơ đăng ký ở đợt 1. Thì thủ tục nó cũng rất là đơn giản thôi. Có một số cái mục trong phiếu đăng ký hiện nay có thể là các bạn sẽ gặp lúng túng một chút. Ví dụ như là cái mục mà số 9 là học lực của lớp 12, thì cái này là để phục vụ cho những cái việc xét tuyển vào những ngành y dược, chẳng hạn như là dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc là ngành điều dưỡng của Văn Lang. Thì bởi vì cái yêu cầu xét tuyển nó có cái ngưỡng, trong cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì nó có cái yêu cầu về học lực lớp 12, cho nên là chúng ta có mục số 9 này. Tuy nhiên là các bạn sẽ chưa điền được bởi vì chúng ta chưa có kết quả của năm lớp 12. Do đó là các bạn tạm thời các bạn vẫn để trống, trừ những bạn thí sinh tự do, tức là chúng ta đã có học bạ đầy đủ rồi đó thì các bạn điền vào. Còn học sinh lớp 12 thì tạm thời chúng ta cứ để trống chứ không phải là bị thiếu mục này, và nhà trường sau đó sẽ bổ sung cho các bạn sau. Dạ vâng.
Về cách tính điểm của học bạn năm nay thầy, là trường mình mở thêm một cách, đó là cho các bạn tính điểm cả năm lớp 11 cộng với điểm học kỳ 1 lớp 12. Nhưng mà các bạn có một thắc mắc, đó là nếu như mà các bạn tính theo cách đó thì so với các bạn thí sinh mà tính điểm là trung bình năm lớp 12 á, thì cái việc xét tuyển nó có công bằng không, và các bạn có trường mình có thiên về cái cách nào hơn không ạ? Trước hết á, với cái câu hỏi của bạn đặt ra thì tôi cũng xin thông tin á, là việc xét tuyển theo phương án nào, phương thức nào cũng độc lập và công bằng như nhau. Ví dụ như các bạn giả sử như nếu mà chọn cái phương án á, các bạn chưa có điểm học kỳ 2 của lớp 12 thì các bạn chọn cái phương án gọi là phương án 1 đi. Thì phương án 1 là điểm trung bình của lớp 11 và điểm học kỳ 1 của lớp 12. Đó. Thì nếu các bạn xét điểm bao nhiêu, trường công bố cái kết quả điểm bao nhiêu, ví dụ những cái ngành đó 20 điểm trúng tuyển, giả sử như tôi đưa ra cái ngành quản trị kinh doanh tổ hợp khối A, A01 là 20 điểm trúng tuyển, thì lúc đó nếu tính trên điểm trung bình, phương án 2 là điểm trung bình của lớp 12 thì cũng được tính theo như vậy, có nghĩa là khối A 20 điểm. Có nghĩa là chúng tôi không phân biệt cho cái phương án nào. Do đó đây là cái điều kiện thuận lợi cho các bạn có thể chọn một trong hai phương án nếu có đầy đủ các cái kết quả điểm đó. Và đặc biệt là đối với các bạn mà tốt nghiệp trước năm 2020 thì các bạn có luôn cả phương án 1 lẫn phương án 2, thì các bạn chọn cái phương án nào điểm cao nhất trong cái tổ hợp của ngành đó để các bạn xét tuyển. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần đưa ra. Vấn đề nữa là như hồi nãy cô Mến có thông tin thì cái điểm riêng cái các cái ngành khối sức khỏe mà trường Văn Lang hiện nay đang có, đó là các cái ngành dược, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm, thì những cái ngành này phải chờ kết quả của điểm trung bình xếp loại học lực. Các bạn lưu ý nhé, đây là xếp loại học lực của năm lớp 12, phải có chờ kết quả đó. Vì theo quy định cái ngưỡng của xếp loại học lực năm 12, nếu muốn vào ngành dược thì phải là giỏi, xếp loại học lực và giỏi. Thì giỏi thì các bạn cũng biết rồi, giỏi là điểm trung bình chung của các môn học lớp 12 phải là 8 điểm, điểm văn hoặc là điểm toán cũng phải là 8 điểm, và không có điểm nào dưới 6,5 để các bạn đủ điều đó, điều kiện đó. Thì giả sử như hiện nay á, thì cô Mến cũng có nói chúng ta chưa có kết quả lớp học kỳ 2 của lớp 12, vì vậy chúng ta chưa có cái xếp loại học lực của năm 12. Vì vậy thì chúng ta như thế nào? Thì các bạn cứ để trống cái chỗ đó, sau này có kết quả chúng ta bổ sung vào. Tương tự cho các cái ngành khác, ngành sức khỏe khác cũng vậy. Thì đây là cái thông tin chúng ta cần lưu ý thêm. Các bạn cứ yên tâm nộp hồ sơ, nếu mà không đạt thì chúng ta có thể nhiều sự chọn lựa khác để mà chọn một cái ngành nào thích hợp hoặc cái phương thức nào thích hợp khác. Thầy ạ, ở đây có một nhóm thí sinh là các bạn thuộc các ngành năng khiếu cũng đặt câu hỏi nhiều ạ. Như là bạn Hồ Trúc Nhi hỏi là các ngành mỹ thuật có môn năng khiếu thì có xét học bạ không ạ? Rồi bạn Quỳnh Trân hỏi là ngành thiết kế nội thất thì thi vẽ năm nay sẽ như thế nào? Và thi vẽ trường Văn Lang có dời lại không ạ? Dạ em mời thầy. Thì việc xét năng khiếu, các cái môn năng khiếu và các cái ngành, xin lỗi, các cái ngành có cái môn năng khiếu không có gì thay đổi so với các năm khác. Có nghĩa chúng ta vẫn xét điểm năng khiếu và các điểm học bạ của cái học phần của cái tổ hợp môn đó. Ví dụ như các bạn giả sử vào khối V01, các bạn có thể là xét toán, lý và vẽ. Thì toán, lý các bạn có thể là sử dụng điểm học bạ cũng bằng theo phương thức đó. Nếu các bạn chưa có điểm trung bình lớp 12, chưa có điểm học kỳ 2 của lớp 12 thì các bạn cứ lấy cái điểm của môn lý của trung bình của lớp 11 cộng điểm môn lý lớp 12 chia 2 và môn toán lớp 11 trung bình lớp 11 cộng môn toán lớp học kỳ 1 của lớp 12 chia 2, sau đó các bạn cộng với môn vẽ mà các bạn chuẩn bị thi hoặc là có kết quả của các trường khác. Đấy, thì có nghĩa là chúng tôi vẫn xét như cũ và cũng có căn cứ trên cái kết quả các môn học của học bạ. Còn về vấn đề á, mà năm nay á, thì tình hình dịch bệnh như vậy thì có thi cái môn năng khiếu có trễ không? Thì chắc chắn năm nay chúng tôi sẽ dời cái đợt kỳ thi môn năng khiếu. Vì chúng ta biết ngay từ đầu tôi thông tin là ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 thì dự kiến mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay như vậy. Do đó cái kế hoạch đó cũng gần đến với cái ngày đó, có thể là dời đến tháng 7. Dời đến tháng 7 để làm sao tuần tiền cho các bạn trong cái kế hoạch, lập kế hoạch thi. Do đó môn năng khiếu có thể là cuối tháng 7 hoặc giữa tháng 7 mới thi. Về cái thủ tục nộp hồ sơ đăng ký online ạ, thì các bạn có hỏi thêm là như bạn anh Bình hỏi là sau khi mình đăng ký xong online rồi thì làm sao để gửi bảng điểm cho trường. Cái thứ hai nữa là có một số bạn hỏi đó là bây giờ em chưa hoàn thành xong
học kỳ 2 lớp 12 thì bây giờ em đợi là đến khi mà xong rồi em mới photo công chứng học bạ em gửi cho trường, hay là bây giờ là chỉ có điểm lớp 11 em gửi cho trường thôi? Em mời cô Mến. Với hai câu hỏi của các bạn thì tôi xin trả lời từng ý ha. Đầu tiên đó là làm sao để chúng ta sau khi đăng ký online thành công thì chúng ta gửi học bạ về cho nhà trường. Cái học bạ này là để làm minh chứng xét tuyển cho nhà trường các bạn ha. Cái mẫu phiếu đăng ký xét tuyển là tương mẫu phiếu giấy này nè, là tương ứng với lại cái bản khai thông tin mà chúng ta đã điền đầy đủ trên trang trực tuyến. Còn học bạ là cái minh chứng thứ hai để chúng ta hoàn thành hồ sơ xét tuyển. Thì hiện nay có một số cái cách để các bạn có thể nộp hồ sơ, nộp học bạ cho trường như sau. Thứ nhất là chúng ta gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh. Thì nếu các bạn đã có bản photo công chứng học bạ hoặc là phiếu điểm, tại vì hiện nay một số trường trung học phổ thông á, thì có thể là có cái phiếu điểm của lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 rồi, thì các bạn cũng có thể dùng cái mẫu phiếu đó cũng photo, cũng xin dấu đỏ của những trường trung học phổ thông của mình thì các bạn nộp vẫn được. Và các bạn nộp về cho trường Đại học Văn Lang qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về địa chỉ trụ sở của nhà trường 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cách số 2 là trên trang đăng ký trực tuyến của trường Đại học Văn Lang thì nó sẽ có mục là tải hồ sơ. Thì sau khi các bạn hoàn trong quá trình các bạn điền thông tin á, các bạn cũng có thể, nếu các bạn đã có cái file scan hoặc là chụp lại học bạ hoặc là phiếu điểm của mình thì các bạn có thể tải lên. Thì trường Đại học Văn Lang sẽ coi đây cũng là một cái căn cứ tương đương. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi chúng ta gửi hình như vậy đó thì chất lượng hình rồi nhìn thấy những cái thông tin điểm số thì phải đảm bảo các bạn ha, sáng rõ. Cách số 3 đó là các bạn học sinh, các bạn có, nếu mà trong trường hợp chúng ta không sử dụng hai cách kia, mà cách này tôi không ưu tiên lắm nha, đó là chúng ta gửi cũng file hình hoặc là file scan đó qua email về cho nhà trường. Email là tuyển sinh@vanlanguni.edu.vn. Thì đây là một cái cách mở thêm cho một số bạn thì nhà trường vẫn linh động để nhận. Nhưng mà tuy nhiên là tôi khuyến khích là chúng ta dùng cách 1 hoặc là cách số 2 cho mọi thông tin nó thông suốt từ đầu. Câu hỏi số 2 là Bích Phương nhắc lại thử xem, câu hỏi số 2 là các bạn hỏi về là phiếu chưa có đúng không? Nếu mà chưa có các bạn đợi xong luôn cả cái học bạ luôn thì nộp luôn không? Dạ. Cái trường hợp mà liên quan đến có một cái thông tin thì chúng tôi muốn đưa ra hết tất cả các cái tình huống của học bạ. Có nhiều bạn hiện nay vẫn chưa có cái điểm học bạ, vẫn chưa có điểm học bạ của học kỳ 1 lớp 12 ở trong học bạ nữa. Thì như thế nào? Vậy là chúng ta không check được, vẫn check được các bạn. Tôi xin nhắc lại là có nhiều bạn thắc mắc, hiện nay em vẫn, trường em học xong học kỳ 1 của lớp 12 rồi, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa, trong học bạ vẫn chưa có kết quả điểm, thì như thế nào? Thì trường hợp này các bạn có thể là lên cái thông tin của trường mà các bạn học, trường phổ thông các bạn học á, các bạn download cái phiếu điểm, rồi các bạn chuyển chụp hoặc chuyển cái phiếu điểm hóa về cho trường, thì chúng tôi cũng căn cứ trên cái kết quả đó để tính được. Các bạn yên tâm, tức là không có trong học bạ thì các bạn có thể chuyển kết quả từ cái phiếu điểm mà các bạn lấy được từ trường trung học phổ thông gửi cho Văn Lang thì chúng tôi, và kèm theo cái điểm trung bình năm học lớp 11 thì chúng tôi vẫn xét được. Thì đó là cả đời. Nhưng sau đó rồi á, thì đến khi các bạn có kết quả học bạ rồi thì các bạn phải nộp học bạ khi trúng tuyển vào Văn Lang. Nhân về cái việc đó là nộp bổ sung học bạ thì ở đây có một bạn có trường hợp là bạn Bảo Trang á, là bạn học xa nhà và hiện giờ thì bạn đang ở nhà nhưng mà trường thì ở một tỉnh khác và bây giờ đang nghỉ dịch, thì bây giờ bạn hỏi là có thể gửi kèm học bạ sau vào hạn cuối là ngày nào ạ? Xin chào Bảo Trang. Chắc là có lẽ em cũng yên tâm, trường Đại học Văn Lang thì sẽ rất là linh hoạt theo thí sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn. Cho nên là cái thời gian xét tuyển đợt 1 của chúng ta như trường thông báo là từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4, trong vòng 1 tháng. Thì nếu như em có thể là hoàn thành cái đăng ký online trước vẫn được. Em hoàn thành đăng ký online và em gửi thông tin cho nhà trường thì hệ thống vẫn trả cho em cái mã hồ sơ. Em chỉ còn thiếu một duy nhất một cái bước, đó là photo công chứng học bạ hoặc là phiếu điểm trung học phổ thông của ba học kỳ. Thì em có thể là phối hợp để lấy cái phiếu này trước ngày 30 tháng 4, tức là hạn chót là ngày 30 tháng 4. Trong trường hợp nếu đến ngày 30 tháng 4 mà vẫn có khó khăn khi mà liên hệ với trường trung học phổ thông để lấy cái minh chứng là phiếu điểm này, thì em liên hệ trực tiếp qua số hotline của phòng tuyển sinh trường Đại học Văn Lang 028 7105 9999 để chúng ta trao đổi trực tiếp về cái trường hợp của em để nhà trường hỗ trợ cho nó chi tiết và cụ thể.
Do là mỗi bạn á là có một cái vấn đề khác nhau về việc xét tuyển học bạ, cho nên là câu hỏi nó cứ lộn xộn á, nhưng mà thầy cô chịu khó sẽ tư vấn cho các bạn từng trường hợp cụ thể nha. Thì ở đây á là tuy là nhiều câu hỏi nhưng mà em thấy có một câu hỏi chung và đúng là các bạn thí sinh năm nào cũng nóng vội hết, đó là bây giờ em nộp hồ sơ rồi á thì bao giờ em có kết quả? Dạ. Thường đợt 1, hồi nãy tôi nhắc lại đợt 1 từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 4. Cái khung thời gian á mà chúng tôi đưa ra phù hợp nhất và giúp cho các bạn có điều kiện nhất để cái định hướng cho vào cái ngưỡng cửa đại học và yên tâm để làm những cái công việc tiếp theo. Thì do đó kết quả thường 30 tháng 4 là chốt lại nhận hồ sơ, thì khoảng tối đa 2 tuần sau là các bạn sẽ có kết quả là đủ điều kiện vào trường Văn Lang hay không. Thì các bạn nên nhớ là các bạn có kết quả này á, là không phải gọi là kết quả trúng tuyển, mà về kết quả đạt cái điểm trúng tuyển, đạt điểm trúng tuyển vào Văn Lang. Còn nếu mà các bạn muốn biết là có kết quả trúng tuyển không, các bạn phải chờ cái gì? Chờ cái kết quả chứng nhận là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Đó. Có nghĩa là chờ cái đợt thi vào 8 đến ngày 11 tháng 8. Các bạn thi xong các bạn gọi là đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, được xét là tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thì lúc đó các bạn mới được công nhận là trúng tuyển. Còn giờ là trường Văn Lang xem như là đảm bảo các bạn là đủ điều kiện về mặt điểm. Ví dụ như giả sử các bạn muốn vào cái ngành dược học, các bạn xét học bạ toán lý sinh tối B01 thì các bạn được là 26 điểm các bạn xét. Thì lúc đó nếu cái điểm này trúng tuyển thì xem như các bạn đã đủ điểm trúng tuyển vào cái ngành dược học rồi. Tuy nhiên chưa cấp cho các bạn được một cái giấy trúng tuyển mà chỉ cấp cho bạn một cái thông báo nhập học. Để đến lúc nào mà các bạn tốt nghiệp rồi thì lúc đó chính thức là các bạn nhập học vào Văn Lang. Thì kế hoạch thì chắc chắn sẽ nhập học vào Văn Lang là sau ngày 11 tháng 8. Tức là phải chờ cái kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của các bạn thì các bạn mới nhập học. Ở đây cái câu trả lời của thầy đã trả lời cho được rất là nhiều bạn rồi về cái việc đó là nếu mà em đủ điểm chuẩn đậu rồi đó, thì em có cần thi tốt nghiệp không đó. Thì năm nào các bạn cũng sẽ thắc mắc những vấn đề giống như vậy. Ở đây có một bạn nữa là bạn Trâm Anh hỏi về cách xét điểm đó, là cho em hỏi là điểm học bạ trường mình là sẽ xét từ trên xuống dưới hay là ai nộp trước thì trúng tuyển trước ạ? Dạ, câu này em mời cô Mến ạ. Cách thức xét điểm thì bây giờ đầu tiên là trường Đại học Văn Lang sẽ công bố một cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào gọi là điểm sàn đó. Thì mức điểm sàn thì hiện nay là nhà trường cũng đã có công bố theo đề án rồi đối với 32 ngành đào tạo của nhà trường bậc đại học. Thì các ngành, các bạn có thể nhìn trên cái slide hình ha, thì chỉ riêng đối với ngành các ngành về sức khỏe, đó là ngành dược học, ngành điều dưỡng và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, thì cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì nó tuân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì 3 điểm của tổ hợp môn xét tuyển của mình đối với ngành dược phải từ 24 điểm trở lên, còn đối với ngành điều dưỡng và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học phải từ 19,5 điểm trở lên. Còn với tất cả những ngành còn lại thì cái điểm sàn nhận hồ sơ của Văn Lang sẽ là từ 18 điểm trở lên đối với tổ hợp môn 3 môn xét tuyển. Thì các bạn theo cái ngưỡng này các bạn nộp hồ sơ vào trường Đại học Văn Lang theo những cách thức mà chúng tôi đã hướng dẫn trên đây. Khi mà các bạn hoàn thành hồ sơ hết đợt số 1, tức là từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4, đến ngày 30 tháng 4 nhà trường đóng lại hồ sơ đợt 1 và bắt đầu là xét. Thì hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ xét theo các cái tiêu chí của nhà trường dựa trên chất lượng hồ sơ, số lượng hồ sơ và chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2020, và sau đó sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Thì khi nhà trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển là căn cứ để các bạn biết là mình có đủ điều kiện để trúng tuyển hay không. Ví dụ nhà trường công bố rằng là ngành quan hệ công chúng của trường Đại học Văn Lang đối với hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1, 19 điểm là điểm trúng tuyển đợt 1. Tôi lấy ví dụ như thế chẳng hạn. Thì như vậy là từ 19 điểm trở lên là các bạn thuộc nhóm đủ điều kiện để trúng tuyển. Và như vậy là chúng ta chỉ còn đợi một cái phần tiếp theo là điều kiện đủ nữa thôi. Tức là chúng ta tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể đến nhập học. Về tổ hợp xét tuyển thôi thì cũng có nhiều bạn hỏi, đó là có bạn hỏi là bây giờ em sẽ đăng ký theo cái cách 1 là cách mà lấy điểm lớp 11 cộng với lại học kỳ 1 lớp 12 để xét đợt 1 của Văn Lang chẳng hạn cũng trúng tuyển luôn, nhưng mà bây giờ các bạn lại sau đợt 2 là các bạn lại sẽ chọn điểm cả năm lớp 12 để xét vào một ngành khác. Dạ, và thi trung học phổ thông quốc gia các bạn lại xét một tổ hợp khác, thì những cái tổ hợp này có thể khác nhau không và các bạn có quyền được lựa chọn nhiều như vậy không ạ? Trước hết thì tôi cũng xin trả lời cái câu hỏi này là chúng ta có trường Văn Lang có nhiều phương thức để xét tuyển,
mỗi ngành như vậy có nhiều tổ hợp và tất cả các ngành đều có đầy đủ các phương thức theo quy định chung. Do đó nếu các bạn có thể nộp theo phương thức và theo kế hoạch thời gian của từng phương thức, ví dụ các bạn vừa nộp học bạ theo phương án 1 là trung bình lớp 11 cộng học kỳ 1 lớp 12. Rồi sau đó các bạn có điểm lớp 12 rồi, học kỳ 2 lớp 12 rồi, thì các bạn cũng tính theo cái phương thức đó, các bạn là nộp hồ sơ theo một phương thức thứ hai. Rồi các bạn là có điểm trung học phổ thông quốc gia thì các bạn là nộp theo phương thức 3. Thì nếu các bạn mỗi phương thức như vậy thì chúng tôi xem như là độc lập. Xem như là độc lập. Chúng tôi không biết các bạn trước đó có nộp hay xét hay không. Nếu các bạn tiếp tục xét thì chúng tôi vẫn căn cứ vào cái hồ sơ nộp để xét. Do đó trước hết tôi xin thông tin là các phương thức các bạn nộp đều độc lập với nhau. Và nếu các bạn trúng tuyển cả đủ điểm cả ba phương thức thì chúng tôi đều gửi cho các bạn ba cái giấy báo. Gửi ba giấy báo. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ thì các bạn ưu tiên nên chọn cái phương thức nào mà cái ngành nào, trước hết là ngành nào mà các bạn cảm thấy thích nhất. Đó là ưu tiên nhất thì các bạn nên đưa vào. Thì khi mà đã trúng tuyển theo tôi, nếu mà các bạn thích cái ngành đó là trúng tuyển bằng học bạ rồi thì các bạn không còn quan tâm đến cái kỳ thi xét tuyển đại học hoặc thi đại học gì nữa, mà các bạn cứ tập trung để cho cái định hướng như tôi nói là chuẩn bị cho cái bước vào ngưỡng đại học để học tập, thì các bạn không cần quan tâm nữa. Vì vậy cố gắng ngay từ đầu trong cái đợt học bạ này, các bạn cố gắng là sao trúng tuyển ngay cái đợt học bạ này mà các bạn không cần quan tâm nữa. Các bạn chỉ tập trung thời gian, tập trung nguồn lực, sức lực, tập trung các vấn đề khác để làm sao thi đạt kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đó là điều kiện đủ như mà chị Mến đã nói. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy ạ. Ở đây có một bạn hỏi về cái cách mà xét tuyển bưu điện. Thì ở đây là các bạn thấy đã thấy cái mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của trường mình rồi, và các bạn thấy là nó là màu in màu rất là đẹp, mà chị công nhận là mẫu phiếu năm nay đẹp, đẹp hơn mọi năm luôn. Thì bây giờ bạn hỏi là bạn có thể in đen trắng được không, và có bắt buộc phải in màu không? Thứ hai nữa là ở cái phần mà ô điểm á, thì có rất là nhiều điểm luôn, điểm của học kỳ lớp 12 rồi lớp 11 rồi điểm học kỳ 2, học kỳ 1 lớp 12. Thì các bạn có bắt buộc là phải điền đầy đủ hết tất cả các cột điểm đó không, hay là chỉ là các bạn chọn cách nào thì các bạn điền cái cột đó? Dạ. Với cái mẫu phiếu xét tuyển này thì khi các bạn download về nó là, và các bạn in ra đen trắng, thì các bạn cứ nộp hồ sơ xét tuyển bình thường, không có vấn đề gì hết các bạn nha. Đây là cái mẫu phiếu mà nhà trường thiết kế để đưa lên thông tin tuyển sinh, cũng như là khi các bạn sau này nếu mà chúng ta có mở văn phòng trực tiếp thì nhà trường phát mẫu phiếu này cho các bạn điền tại đây. Còn các bạn nộp qua đường bưu điện thì chúng ta hoàn toàn nộp đen trắng bình thường, miễn là phiếu điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của thí sinh. Cái này là quan trọng ha. Các bạn điền đầy đủ từ mục số 1 cho tới mục số 14 và cả những cái thông tin liên hệ đầy đủ hết. Chỉ trừ mục mã hồ sơ là các bạn không điền, bởi vì cái này bộ phận tuyển sinh của nhà trường sẽ điền vào đây. Đối với cái mục số 10, mục thông tin xét tuyển, tức là có hiện nay có hai phương án. Phương án số 1 là điểm trung bình lớp 12, phương án số 2 là điểm trung bình lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Và với mỗi một cái cột điểm như vậy thì chúng ta thấy là nó có môn toán, môn văn, môn anh, pháp, lý, hóa, sinh, sử địa, giáo dục công dân, tức là rất nhiều cột. Thì mục tiêu là, mục đích là nhà trường để nhiều cái ô như thế này nè, là để chúng ta có thuộc cái, chúng ta điền đầy đủ các thông tin vào. Và cái này nó không chỉ là phục vụ cho xét tuyển mà nó còn phục vụ cho cái việc mà hồ sơ sinh viên của nhà trường sau này nữa. Cho nên là các bạn vui lòng là nếu chúng ta chọn xét tuyển thì chúng ta vui lòng là điền đầy đủ các cái cột và các ô điểm như là mẫu phiếu đã hướng dẫn. Chỉ trừ là ví dụ như điểm trung bình năm học lớp 12. Bây giờ hiện nay là học sinh lớp 12 là chưa có điểm lớp 12, điểm của năm lớp 12 nè. Cho nên nếu chúng ta chọn là chúng ta đa phần là sẽ rơi vào phương án số 1, tức là điểm trung bình năm học lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12. Thì như vậy là các bạn điền theo phương án 1 thôi. Còn phương án 2 mình chưa có điểm thì thôi, mình không có điền. Còn nếu mà các bạn là thí sinh tự do thì các bạn đã có điểm theo đủ cả hai phương án rồi, thì các bạn hoàn toàn có tự do lựa chọn ha. Lúc đó phương án nào là điểm cao nhất thì chúng ta điền theo phương án đó và điền đầy đủ luôn. Điền đầy đủ. Dạ, điền đầy đủ các môn luôn. Ở đây tôi cũng muốn thông tin đến các bạn về cái để nguyên cái mẫu. Cái để nguyên cái mẫu mà điền phiếu thông tin. Thì với cái mẫu phiếu này á, thì vì sao các bạn cũng thắc mắc? Vì sao giả sử như các bạn muốn vào cái ngành đó tổ hợp A00 thì các bạn chỉ cần ghi cái ba cột là toán lý hóa thôi, mắc gì phải ghi hết tất cả các cái môn học của lớp 12.
Đấy, thì cái này á, là thực chất á, qua nhiều năm chúng tôi xét tuyển, mà đặc biệt trong cái việc xét tuyển theo cái phương thức học bạ, thì cái này là có lời cho các bạn, cho lời cho thí sinh rất nhiều. Vì đây á, là một cách linh động để sau này chúng ta có những cái thay đổi, bản thân các bạn có thay đổi. Tôi ví dụ như sau, các bạn cứ ghi hết đi, cái này cũng rất là đơn giản, các bạn cứ liệt kê ra, nhiều lúc ghi vậy mà còn khỏe. Để sau này các bạn có sự chọn lựa, nhiều cái phương án chọn lựa. Vì tất cả các cái môn học của lớp 12 thì các bạn ghi hết, thì đây là chính là tổ hợp mà sau này các bạn muốn vào bất cứ ngành nào. Đó, giả sử như sau, các bạn đăng ký một ngành xây dựng, nha. Ngành xây dựng có tổ hợp A00, tổ hợp A00, thì các bạn ghi toán lý hóa thôi. Nhưng mà sau này tự nhiên các bạn không thích học xây dựng nữa, không học xây dựng nữa mà các bạn muốn, sau khi trúng tuyển các bạn suy nghĩ lại, các bạn muốn chuyển sang một cái ngành khác, ví dụ ngành công nghệ thông tin. Mà công nghệ thông tin á, thì các bạn thấy cái điểm á, là toán văn anh tối D01 á, nó cao hơn, thì lúc đó các bạn có thể phải làm lại bộ hồ sơ, là các bạn phải khai lại cái điểm của tổ hợp á, toán văn anh D01, đúng không? Rất là bất công. Thì lúc đó nếu các bạn muốn chuyển sang cái ngành nào đó mà cái ngành đó mà cái tổ hợp trước đó không có, thì các bạn chỉ cần ghi cái tên ngành và cái tổ hợp mới, thì từ đồng hệ thống sẽ tích điểm mà các bạn của cái tổ hợp đó thôi. Tức ví dụ các bạn ngành xây dựng, trước đây các bạn đã đăng ký toán lý hóa A00, giờ các bạn muốn chuyển sang kỹ thuật công nghệ thông tin, thì các bạn cứ ghi lại cái mảng ngành công nghệ thông tin và ghi lại cái khối D01, không cần phải khai lại cái điểm nữa. Thì từ đồng hệ thống sẽ tìm lại ra toán văn anh. Đó, thì lúc đó tiện hơn. Còn nếu các bạn khai ngay từ đầu toán lý hóa không, thì sau này các bạn phải khai lại toán văn anh. Đấy, thì đây là cái cách thức mà chúng tôi linh động cho với kinh nghiệm, trải nghiệm của các năm trước. Các bạn điều chỉnh khối thi, các bạn điều chỉnh nguyện vọng rất nhiều. Sau một thời gian suy nghĩ, các bạn thích lại cái ngành này đổi ngành khác. Mà các cái ngành khác có thể là mỗi ngành có một cái số tổ hợp khác nhau. Thì đây là cái điều kiện, tạo điều kiện giúp cho các bạn. Cho nên ngay từ đầu các bạn cố gắng khai hết. Cái này cũng không mất nhiều thời gian. Em xin tiếp lời thầy Tuấn, thì em mới nhớ ra một chuyện là đúng y như là thầy Tuấn nói đó. Tức là hiện nay là các bạn thí sinh của mình, các bạn ít kinh nghiệm á thầy, cho nên là thông thường là các bạn hay nhớ là một số tổ hợp quen thuộc thôi, là toán lý hóa hoặc là toán văn anh, những tổ hợp quen thuộc như vậy. Nhưng mà khi mà xét học bạ thì các bạn sẽ để ý là các trường đại học có nhiều tổ hợp khác nữa, mà một số tổ hợp nó cũng rất là lạ, ví dụ như tổ hợp D10 toán địa anh đó, thì có những cái tổ hợp đó thì thường học sinh không để ý, và các bạn cứ nghĩ rằng là mình học chuyên một phần, một số cái nhóm nào đó thì mình cứ xét theo đó là được rồi. Nhưng mà khi xét học bạ thì mình lưu ý là cái điểm học bạ của mình có thể là nó khác, và cái tổ hợp nào cao điểm nhất thì các bạn lựa chọn theo cái tổ hợp đó để xét tuyển đó. Cho nên là nếu mà thí sinh nhiều khi cái điền đầy đủ như thế này á, thì nhà trường còn linh động chọn cho các bạn cái tổ hợp mà cao điểm nhất nữa. Chứ nhiều khi toán địa anh, cái môn địa học học bạ nó cao thì cái cơ hội của các bạn vào cái ngành đó nó sẽ cao hơn. Cái câu chuyện á, tôi tiếp nối câu chuyện mà cô Mến nói. Một cái ngành thường hiện nay tất 32 ngành của Văn Lang thì thường các ngành tối đa 4 cái tổ hợp, và hầu như gần như nhiều ngành, hầu như tất cả các ngành của Văn Lang đều có 4 tổ hợp. Thì cái thủ thuật mà các bạn khi nộp hồ sơ trong cái 4 tổ hợp đó, thì đương nhiên á, như tôi nói là các bạn ghi hết tất cả các cái cột điểm mà có trong cái phiếu toán lý hóa văn anh gì các bạn ghi, ngoại ngữ sinh chữ địa gì các bạn ghi hết. Tổ hợp giáo dục công dân thì tự động hệ thống sẽ tính điểm trung bình. Giáo dục công dân gồm cái gì, khoa học tự nhiên gồm cái gì, thì tự động nó sẽ tính cho các bạn hết. Do đó ở đây tôi chỉ muốn nói rõ các bạn một cái thủ thuật là dù có 2 tổ hợp, 3 tổ hợp hay 4 tổ hợp, thì các bạn cố gắng vào cái ngành đó. Giả sử các bạn muốn vào ngành quan hệ công chúng thì các bạn cứ chọn cái tổ hợp nào của ngành quan hệ công chúng mà điểm trung bình, tức là tổng điểm của cái 3 cái môn của cái tổ hợp đó cao nhất nha. Vì trường Văn Lang thường xét điểm là xét điểm theo ngành chứ không phải xét điểm theo tổ hợp. Có nghĩa là tất cả A00, A01, nếu ví dụ cái ngành đó có 4 tổ hợp A00, A01, D01 rồi D là 10 chẳng hạn, thì cả 4 tổ hợp đó đều cùng mức điểm. Giả sử 24 điểm thì cả 4 tổ hợp đều 24 điểm. Do đó các bạn cứ cố gắng chọn cái tổ hợp nào mà có các cái môn cộng điểm nhất, điểm cao nhất thì các bạn làm. Vậy là tổ hợp nào mà mình cao điểm nhất thì nên chọn. Nên chọn. Và hai cách tính nào mà cao điểm hơn thì mình chọn cách đó. Chứ các bạn đừng có chọn cái tổ hợp mà cái môn các bạn thích nhất. Có nhiều bạn tôi thích toán lý hóa cứ chọn toán lý hóa, thực chất toán lý hóa là trong cái học bạ của bạn đó là cái tổ hợp mà là điểm thấp nhất, thua cả toán văn anh chẳng hạn, vân vân. Các bạn cứ chọn cái điểm cao nhất trong các tổ hợp để nộp của cái ngành đó.
Cái cách tính thì khá là đơn giản. Nếu mà mình suy nghĩ ra thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà các bạn thí sinh hay đặt ra những trường hợp mà nó rối não. Rối não làm cho nó phức tạp lên. Nhưng mà ở đây em thấy có một câu hỏi rất là ngắn thôi, nhưng mà em nghĩ là giải thích cũng hơi lâu á. Đây nè, câu của bạn là Nguyễn Thị Trúc Yên. Bạn hỏi là, cho em hỏi là em có thể xét hai cách trên một hồ sơ không? Tại vì ví dụ như là ngành đầu tiên của bạn thì bạn có thể bạn thí sinh tự do, thì ngành đầu tiên nếu mà tính theo cách 1 bạn cao điểm hơn, nhưng ngành thứ hai tính theo cách 2 bạn sẽ cao điểm hơn. Đó, thì hai cách này thì làm sao để trường biết được? Cách 1 là phương án 1. Dạ đúng rồi. Là lớp 11 và 1 học kỳ 1 lớp 12 đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ừ. Còn cách thứ hai lại là điểm cả năm lại cao hơn thì bạn có nên làm hai hồ sơ hay là một hồ sơ? Trong cái trường hợp này á, trong trường hợp này thì đây là một cái cách mà các bạn mới đưa ra, vì tôi á, đang thiết kế cái form này á, để các bạn chọn một trong hai phương án. Mà cái riêng trường hợp của bạn là chắc chắn là các bạn đã tốt nghiệp trước 2020 rồi, thì các bạn đã có điểm. Thì đúng như vậy, có thể là lúc á, toán lý hóa của điểm 11 và học kỳ 1 lớp 12 cộng lại cao hơn toán lý hóa của cả năm lớp 12. Thì do đó các bạn có thể là tổ hợp của ngành này thì chọn cái phương thức này thì cao, tổ hợp ngành kia thì chọn phương thức kia. Do đó đối với trường hợp này các bạn phải làm hai cái phiếu. Ví dụ như giả sử quan hệ công chúng thì điểm toán lý hóa các bạn chọn thì toán lý hóa thì cao. Đúng không? Cao các bạn còn phương thức 1, phương án 1, tức là lấy điểm trung bình lớp 11 học kỳ 1 lớp 12. Còn giả sử như là sau đó bạn lại muốn vào cái ngành nữa, giả sử như là ngành là công nghệ môi trường, thì công nghệ môi trường á, là có D8, khối D08. D08 là toán sinh tiếng Anh, mà toán sinh tiếng Anh á, của trung bình lớp 12 cao hơn. Đó, thì các bạn phải chọn cái phương án đó. Đấy, thì do đó các bạn làm hai hồ sơ. Còn giả sử toán sinh hóa, à toán sinh tiếng Anh của cái khối D8 á, của cái phương án 1 là thấp hơn, thì các bạn cứ chọn. Do đó ở đây á, các bạn có quyền, các bạn có thể làm nhiều hồ sơ nếu các cái hồ sơ đó có cái kết quả điểm mà tối ưu nhất. Ở đây là tôi muốn nói là điểm cao nhất trong tất cả các cái ngành mà các bạn chọn. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Em xin dành một số câu hỏi là cho các bạn mà thuộc về bên năng khiếu. Thì ở đây như là bạn Nguyễn Thành Nam, bạn hỏi đó là em nộp hồ sơ ngành đồ họa là toán khoa học tự nhiên và vẽ. Thì cho em hỏi là khoa học tự nhiên mình có thể xếp bất cứ môn nào ở trong cái tổ hợp đó không, hay là phải tính điểm như thế nào đối với khoa học tự nhiên? Cái thứ hai nữa là môn vẽ thì năm nay Văn Lang có nhận điểm từ các trường khác nữa không, hay là phải thi vẽ tại Văn Lang? Dạ. Xin chào Thành Nam. Đối với tổ hợp mà bạn chọn là toán khoa học tự nhiên vẽ thì ở đây là trừ môn vẽ là môn thi năng khiếu là chúng ta sẽ xét riêng, thì môn toán và khoa học tự nhiên thì đều có trong học bạ hết. Thì như vậy là các bạn sẽ chọn vẫn theo nguyên tắc bình thường thôi, tức là chúng ta sẽ chọn phương án ha. Nếu mà bạn hiện nay bạn đang là học sinh lớp 12 thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phương án 1 rồi, nếu mà ở đợt 1 này. Thì như vậy là các bạn sẽ lấy điểm trung bình năm học lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12 chia trung bình của môn toán. Còn đối với tổ hợp khoa học tự nhiên thì nó sẽ gồm có lý, hóa và sinh, thì chúng ta lấy đúng ba môn trung bình của ba môn đó theo đúng phương thức số 1, phương án số 1, và chúng ta chia ra thì như vậy là mình cũng tính điểm. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải lăn tăn quá, tại vì trong cái chỗ mà phiếu đăng ký của Văn Lang á thì không bắt các bạn là phải điền là điểm khoa học tự nhiên là bao nhiêu, mình sợ mình tính nhầm. Cho nên các bạn, dạ đúng rồi, nên là chúng ta chỉ cần điền đủ điểm của môn lý, môn hóa và môn sinh, cũng như là các cột điểm khác, là coi như là chúng ta cũng hoàn thành. Và các bạn chỉ cần điền đúng cái mã tổ hợp á, cái này thì quan trọng. Ví dụ bạn chọn ngành thiết kế đồ họa thì cái mã ngành và mã tổ hợp thì đều đã có quy định và không sai.